Tiếp nối chương trình là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Italy phát hiện ADN của virus đậu mùa khỉ trong tinh dịch của một số bệnh nhân. Giới chuyên gia Italy ngày 13 tháng 6 cho biết các mảnh của virus đậu mùa khỉ đã được phát hiện trong tinh dịch của một số bệnh nhân ở Italy. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu căn bệnh này có lây truyền qua đường tình dục hay không. Virus đậu mùa khỉ được cho là lây lan qua việc tiếp xúc gần một người mắc bệnh, có thể lây truyền virus thông qua các tổn thương trên da hoặc giọt bắn. Trong đợt bùng phát dịch hiện nay, nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận ở những người có quan hệ đồng giới. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Spallanzani, bệnh viện và là cơ sở nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Rome, lần đầu tiên làm nổi bật bằng chứng về virus đậu mùa khỉ trong tinh dịch ở 4 bệnh nhân tại Italy trong báo cáo công bố ngày 2 tháng 6. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã xác định được 6 trong số 7 bệnh nhân tại Viện Spallanzani có tinh dịch chứa vật chất di truyền của virus. Đặc biệt, mẫu thử ở phòng thí nghiệm từ một bệnh nhân cho thấy virus được phát hiện trong tinh dịch của bệnh nhân này có thể lây nhiễm sang người khác và có thể nhân cơ rộng. Theo ông Francisco Vea, người đứng đầu Viện Spallanzani, dữ liệu này hiện đang được đệ trình để công bố. Không đủ bằng chứng để chứng minh các đặc điểm sinh học của virus đã có sự thay đổi, như cách thức truyền tải virus. Tuy nhiên, việc tìm thấy một loại virus truyền nhiễm trong tinh dịch là yếu tố củng cố giả thuyết virus đậu mùa khỉ lây truyền qua đường tình dục. Ông Varia cũng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được thông báo về những phát hiện mới nhất. Tuy nhiên, phân tích của các nhà nghiên cứu Anh cho hay thấy ADN của các loại virus khác nhau, trong đó có virus Zika, đã được tìm thấy trong tinh dịch. Song hiện chưa rõ sự có mặt của vật liệu di truyền này có làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục hay là không. Tại Philippines, Tổng thống Duterte khẳng định không thể thắng nếu chiến tranh với Trung Quốc. Tổng thống Duterte khẳng định Philippines không từ bỏ chủ quyền ở Biển Đông, nhưng nhấn mạnh nước này không thể thắng nếu chiến tranh với Trung Quốc. Trong chuyến thăm lực lượng cảnh sát biển Philippines hôm 12 tháng 6, Tổng thống Rodrigo Duterte đề cập xung đột với Nga, Ukraine, nói rằng tình hình như vậy là lý do các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn tiếp tục. Tổng thống Duterte nói, tôi thực sự không hiểu tìm ra lý do chính đáng để chiến tranh nổ ra. Chúng ta và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại. Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân Philippines sẽ chịu thiệt hại nếu chiến tranh và Trung Quốc về tranh chấp ở Biển Đông. Ông Duterte cũng nói thêm rằng ông hy vọng lực lượng cảnh sát biển sẽ để ông tới khu vực phía đông của Biển Đông mà Philippines coi là vùng đặc quyền kinh tế của mình để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển này. Trung Quốc và Philippines tuyên bố chủ quyền chống lấn với bãi cạn Scarborough, đảo san hô vòm gần nhiều đá ngầm và đá nổi trên Biển Đông, cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 230 km và cách bờ biển Đông Nam Trung Quốc khoảng 1.000 km. Cho đến năm 2012, Philippines là bên kiểm soát thực thể này. Đến giữa tháng 6 2012, quan chức Hoa Kỳ đóng vai trò trung gian để giúp xây dựng thỏa thuận mà theo đó hai bên sẽ cùng rút khỏi khu vực tranh chấp. Philippines rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough với lý do tránh bão vào ngày 15 tháng 6 2012, chấm dứt 10 tuần đối đầu. Nhưng Trung Quốc không tuân thủ hạn chót mà thỏa thuận đề ra, vẫn duy trì các tàu hải giám tại khu vực. Hoa Kỳ không có hành động thực tế để buộc Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận, trong khi tàu Philippines không thể quay lại bãi cạn Scarborough do bị Trung Quốc lấn áp về số lượng. Đây được coi là một sai lầm lớn của Philippines khiến họ đánh mất bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc. Trung Quốc và Bắc Kinh được cho là nhiều lần tìm cách cải tạo, bồi đắp bãi cạn Scarborough kể từ khi kiểm soát thực thể này. Sang Đức, thưa quý vị, Tập đoàn Quốc phòng ra mắt siêu tăng mang tên Báo Đen. Theo tờ AFP, Tập đoàn Quốc phòng Ramato
công bố xe tăng KF-55 với nhiều cải tiến hỏa lực và phòng vệ, đặt mục tiêu thay thế dòng Leopard 2 của Đức, đuổi ra mắt xe tăng KF-51 Panther, gọi là báo đen, diễn ra tại hội chợ công nghiệp quốc phòng Astoratory ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13 tây tháng 6. Tập đoàn quốc phòng Đức Kramato cho biết đây là dự án đầu tư tư nhân với mục tiêu phát triển phiên bản xe tăng kế nhiệm dòng Leopard 2 trong việc biên chế quân đội của Đức hiện nay cũng như thu hút đơn hàng từ các nước châu Âu. Panther cũng là một tên trong những dòng xe tăng hạng trung nổi tiếng nhất vào thời Thế chiến thứ nhì, với hơn 6.000 chiếc được xuất xưởng. Kramato chưa công bố nhiều thông tin về tính năng kỹ thuật của KF-51 Panther. Xe có khối lượng khoảng 65 tấn, nhẹ hơn nhiều so với các xe tăng chủ lực phía Tây hiện nay và được trang bị động cơ diesel 1.475 mã lực. Hỏa lực của KF-51 Panther được trang bị pháo nòng hơn 130mm đang trong quá trình phát triển. CEO Kramato Armin Papadar cho biết pháo 130km có hiệu quả cao hơn 50% và tầm bắn xa hơn nhiều so với pháo 120mm trên dòng Leopard. Nó có thể bắn đạn thanh xuyên động năng tác vỏ ổn định bằng các đuôi AFP-SDS và đạn nổ lập trình được. Xe tăng dự kiến được lắp súng máy đồng trục 12,7mm và bệ vũ khí điều khiển từ xa, cùng khoang chứa máy bay không người lái UAV, đạn tuần kích Hero 120 và một số loạt hỏa tiễn chưa được công bố. Brennan không biết lộ về năng lực phòng thủ của KF-51 Panther, nhưng khẳng định tổ lái sẽ được bảo vệ tốt hơn so với dòng Leopard 2 nhờ sự kết hợp giữa các công nghệ phòng thủ chủ động, thụ động và phản ứng ứng đổ. Mexico đám đông thiêu sống người đàn ông vì nghi bắt con trẻ em. Theo CBS, cố vấn chính trị Pasaco bị đám đông đánh đập và tưới xăng thiêu sống sau khi các nhóm chat cáo buộc người này buôn bán trẻ em. Chính quyền địa phương cuối cùng qua cho biết Daniel Pesca, 31 tuổi, bị đám đông 200 người ở bang Puebla, khu vực Trung Đông của Mexico, bao gồm sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cáo buộc anh này bắt cóc trẻ em. Cảnh sát đã cố gắng giải cứu Picasso và đưa anh vào xe tuần tra. Tuy nhiên, đám đông vẫn tiếp tục ép Picasso ra ngoài và đưa anh vào một sân vận động. Tại đây, họ liên tục đánh đập Picasso và tưới xăng thiêu sống anh. Thi thể của Picasso được tìm thấy sau khi đám đông rời đi. Họ viện Mexico cho biết Picasso đã giữ vai trò cố vấn tại cơ quan này, đồng thời lên án hành vi của đám đông. Đây không phải là công lý, đây là sự mang rợ. Cơ quan chức năng đang điều tra để truy tìm thủ phạm. Chính quyền đô thị Cochinango, phụ trách quản lý thị trấn Pasalazoco, nơi diễn ra sự việc, sau tuyên bố. Chính quyền thị trấn hôm 12 tháng 6 cũng đăng lên Facebook kêu gọi người dân tỉnh táo trước tin giả và phải xác minh mọi thông tin đang được lan truyền qua bất cứ phương tiện truyền thông nào. Việc đám đông tự cho mình quyền thực thi công lý không phải chuyện hiếm ở Mexico, đặc biệt là tại khu vực xa xôi, nơi cảnh sát thường dẫn đến chậm. Năm 2019, 7 người đàn ông bị đám đông đánh đập và thiêu sống ở Puebla. Năm 2018, 2 người đàn ông bị thiêu sống ở Puebla sau khi rộ tin đồn trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp rằng họ là những kẻ bắt cóc trẻ em. Những tin đồn này sau đó được xác định là sự thật. Quan chức cơ quan thông tin và tình báo mạng Mexico, City Jose Gil, cho biết mạng xã hội liên quan tới nhiều tội ác. NATO cho rằng Thụy Điển sẽ an toàn hơn sau khi xin gia nhập liên minh. Hãng thông tấn AFP đưa tin Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định các đồng minh NATO sẽ đảm bảo an ninh cho Thụy Điển và nước này an toàn hơn sau khi xin gia nhập liên minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13 tháng 6 cho biết trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson rằng xét trên góc độ an ninh, Thụy Điển đang ở vị trí tốt hơn so với trước khi nộp đơn xin gia nhập. Các đồng minh NATO phản ứng bằng cách đưa ra những đảm bảo an ninh cho Thụy Điển. Trước đó, Hoa Kỳ và Anh Quốc cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển trong giai đoạn sau khi nước này nộp đơn xin gia nhập tới lúc trở thành một thành viên chính thức của liên minh, được hưởng quy chế phòng thủ chung theo Điều 5. Ông Stoltenberg nói không thể tưởng tượng rằng các đồng minh NATO sẽ không phản ứng với trường hợp Thụy Điển bị tấn công. Đây là thông điệp mà các đồng minh NATO đã truyền tải một cách rất rõ ràng
tới bất cứ đối thủ tiềm năng nào. Ông Stoltenberg tuyên bố Tổng thư ký NATO cũng cho biết liên minh đang tích cực làm việc với Stockholm và Ankara để giải quyết các mối quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan cung cấp nơi trú ẩn cho thành viên nhóm bị nước này coi là khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tức giận vì Thụy Điển cấm vận vũ khí từ năm 2019 sau khi mở chiến dịch quân sự tại Syria. Thủ tướng Thụy Điển Andersen khẳng định nước này coi trọng các mối lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là mối lo ngại về an ninh khi đề cập đến cuộc chiến chống khủng bố. Căng thẳng giữa Nga và NATO cũng như khu vực Baltic gần đây leo thang sau khi Thụy Điển cùng Phần Lan xin gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn độ. Nếu NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, Nga sẽ trở thành nước duy nhất ven biển Baltic không phải là thành viên của liên minh. Một lần nữa, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại của đài.